Xin chào và cảm ơn mọi người đang theo dõi kênh YouTube chính thức của Trader Việt. Đây là nơi chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức về vấn đề trading cho các trader Việt Nam. Thì mình là Tùng Anh ha. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái cách dự đoán hướng đi của giá và kiếm lợi nhuận từ những cái thanh nến đuôi dài, hay còn gọi là nến pin ba ha. Thì đây là một cái mô hình nến rất là phổ biến trong giới phân tích thành lập giá. Như thường lệ, đầu tiên là có một cái cảnh báo rủi ro nhỏ, chúng ta dành một cái thời gian để đọc lại những cái cảnh báo này ha. Rồi, trước khi đi sâu vào cái phần vận dụng những cái thanh nến đuôi dài để tìm kiếm những cái setup trên thị trường, thì mình xin nói qua một chút về cái kiến thức cơ bản ha. Thì một thanh nến nhật được cấu tạo gồm 4 thành phần, bao gồm là giá mở cửa, đó, giá thấp, giá cao và giá đóng cửa. Trong trường hợp mà cái giá mở cửa ha mà thấp hơn cái giá đóng cửa thì chúng ta có một cái thanh nến tăng đó. Và ngược lại, trong cái trường hợp mà giá đóng cửa nó thấp hơn cái giá mở cửa thì chúng ta có một cái thanh nến giảm. Cái vị trí sắp xếp của 4 cái mức giá này nó sẽ hình thành những cái loại nến khác nhau, và từ những cái loại nến khác nhau đó thì chúng ta có thể là tìm được cái manh mối của thị trường để mà giao dịch sao cho có hiệu quả. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét những cái mức độ mạnh yếu của những cái thanh nến tăng và giảm ha. Đây, mình có làm một cái bảng khái quát như thế này. Thì ở giữa của chúng ta đó là những cái thanh nến trung tính đó, tức là khi xuất hiện những cái thanh nến như thế này thì nó đang cho thấy là cái thị trường cân bằng giữa phe mua và phe bán ha. Rồi nếu như mà chúng ta thấy xuất hiện những cái thanh nến mà nó tăng mạnh như thế này nè, đó thì nó cho thấy là đà giá tăng đang rất là mạnh, và cái phe mua đang chiếm ưu thế trên thị trường đó. Còn khi mà xuất hiện những cái thanh nến mà nó tăng yếu như thế này á, thì khả năng là cái đà tăng có thể sẽ kết thúc và bắt đầu một cái giảm mới. Ngược lại với cái trường hợp nến giảm ha, cái thanh nến có cái hình dạng tương tự như thế này, một cái body đầy như thế này thì nó phản ánh là phe bán đang áp đảo, và với những cái thanh nến mà có cái đuôi dài ở phía dưới như thế này thì nó phản ánh một cái lực giảm suy yếu và khả năng là nó sẽ có đảo chiều tăng sau đó. Đó. Thì cơ bản là chúng ta có những cái hình dạng nến như thế này ha. Và đặc biệt là chúng ta chú ý vào cái dạng tăng cực mạnh, giảm cực mạnh, và cái dạng tăng yếu và giảm yếu đó. Chúng ta chú ý những cái bộ nến này. Rồi, thì trong cái clip này chúng ta sẽ nói sâu về cái nến đuôi dài ha, nến đuôi dài. Đó, thì ở đây là chúng ta mọi người thấy là chúng ta có hai cái nến đuôi dài. Đó là một cái bên tay trái của chúng ta là một cái pin ba tăng, và một cái bên tay phải là một cái pin ba giảm. Thì những cái pin ba này có thể rất là dễ dàng để nhận diện ở trên cái chart của chúng ta. Đó, tuy nhiên là mình nói thêm qua về một cái bộ nến khác, đó là bộ nến engulfing ha, bộ nến engulfing. Đó, thì cái bộ nến này nó có liên hệ mật thiết với lại bộ nến pin ba này đó, mọi người có thể thấy nè. Đó, khi mà chúng ta ghép hai cái nến này lại với nhau trong cái bộ engulfing thì mọi người thấy là chúng ta có được một cái thanh nến pin ba như thế này đó, cái giá mở cửa ở đây và cái giá đóng cửa đây. Đó, cái mức giá thấp nhất ở đây dưới này nó tạo ra một cái bóng nến phía dưới. Thì khi mà gặp một trong hai cái bộ này thì chúng ta có thể thấy được là cái lực đẩy từ dưới lên, tức là cái lực mua vào ha, thì nó bắt đầu xuất hiện mạnh, và khả năng là sau đó nó sẽ có một cái đợt đảo chiều.
Rồi, với cái trường hợp pin va giảm cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể thấy là sau khi mà nó tăng mạnh lên, đó, lên tới cái mức đỉnh cao này và tiếp theo là tạo ra một cái thanh nến nhấn chìm xuống như thế này, nó giảm mạnh như thế này, thì gộp hai cái thanh nến này chúng ta cũng có thể ra một cái thanh bearish pin va như thế này, và nó phản ánh là cái phe bán đang lấn lướt, lấn lướt và khả năng là sẽ có một cái đợt đảo chiều sau đó. Rồi thông thường thì sau những cái thanh nến pin ba hoặc engulfing như thế này á, thì sẽ có những cái đợt giá di chuyển theo cái hướng mà nó được đẩy ha. Ví dụ như là cái bullish. Ví dụ như thanh bullish thì nó sẽ có một cái đợt tăng như thế này, và thanh bearish nó sẽ có một cái đợt giảm như thế này, thì gần như là xác suất rất là cao là sẽ có những cái đợt mà di chuyển theo cái hướng mà cái bóng đến nó bị từ chối như vậy đó. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta muốn mà giao dịch đảo chiều dài hạn á, thì phải cân nhắc thêm nhiều cái yếu tố nữa ha. Còn ví dụ như chúng ta đánh ngắn hạn không á, thì một thời gian ngắn sau cái thời điểm mà xuất hiện những cái thanh nến bullish và bearish như thế này á, thì khả năng cao là chúng ta có thể tận dụng được cái sự chuyển động giá đó. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ nói tới cái trường hợp mà chúng ta giao dịch đảo chiều. Đây, có một cái ví dụ như thế này. Mọi người nhìn thấy là mình đánh dấu hai vị trí ha. Thứ nhất là chúng ta có một cái thanh bearish pin 3 ở đây, và thứ hai chúng ta cũng có một cái thanh bearish pin 3 ở đây. Đó. Thì cái bearish pin 3 ở đây mọi người thấy là sau khi nó tạo pin 3 nó chỉ giảm một tí thôi, đúng không ạ? Giảm một tí và sau đó nó bật tăng trở lại. Còn cái thanh bearish pin 3 ở đây á, thì nó lại đảo chiều ngắn hạn ha. Đảo chiều ngắn hạn nó tạo ra một cái channel giảm như thế này và phá vỡ cái kênh tăng ở trước đó. Đó. Thì nếu như mà chúng ta muốn bắt được những cái chuyển động giá dài như cái vị trí số 2 này á, thì chúng ta phải kết hợp thêm những cái công cụ khác. Đó. Ở đây ví dụ quan trọng nhất đó là để mà nó đảo chiều á, thì cái yếu tố cần thiết đó là nó phải xuất hiện tại những cái vùng cản ha, vùng cản mạnh đó. Thì nếu như một cái chạc này mọi người thu nhỏ lại vào cái thời điểm như ở phía dưới này này đó, mọi người tìm thời điểm và thu nhỏ chạc lại, thì chúng ta có thể thấy là một cái vùng cản rất là mạnh ngay cái xảy ra cái pin 3 số 2 này đó. Còn cái pin 3 số 1 này thì nó không có một cái vùng cản mạnh đó. Thì đó là cái thứ nhất. Rồi nếu như mà muốn chắc ăn hơn nữa thì chúng ta nên vận dụng thêm một số cái dấu hiệu khác, ví dụ như là phân kỳ ha, để xác định là cái đà giá tăng nó đã bị suy yếu rồi và sau đó khả năng đảo chiều nó cao, thì chúng ta kết hợp những cái công cụ đó lại với nhau thì mới mong là chúng ta có thể bắt được những cái đợt đảo chiều. Còn nếu mà chỉ sử dụng pin 30 thì chúng ta chỉ giao dịch trong một cái thời gian ngắn sau khi mà xuất hiện cái thanh pin 3 đấy thôi ha. Rồi trên đây là những cái chia sẻ của mình về cái bộ nến đuôi dài ha. Thì hy vọng những cái kiến thức này sẽ hỗ trợ tốt cho chúng ta trong cái quá trình tìm kiếm những cái setup vào lệnh. Nếu thấy view clip này hay thì nhớ nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Tùng Anh và xin hẹn gặp lại mọi người trong những cái view clip tiếp theo. Bye. Nhớ đeo khẩu trang vô nha anh chị, đang cúm dữ lắm á, nhớ like và subscribe nữa nha.